Giống như chúng mình đang ở ga Thố Bông San thì nó sẽ có
Và như lúc nãy điểm đến của chúng mình chính là ở đây, thì nó sẽ hướng theo hướng này là chúng mình đã đi đúng hướng. Okay. Còn nếu không, nếu mà các bạn không thấy đúng hướng thì các bạn chỉ cần đi sang bên kia đi lại là được.